Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thời báo VTV phát biểu cho ý kiến về luật đất đai sửa đổi, đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn Bắc Giang cho biết tại Điều 79 quy định về các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng đã liệt kê 31 trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, ông Tuấn băn khoăn việc liệt kê các trường hợp cụ thể như vậy có thể chưa bao quát hết. Chưa kể, quy định như vậy vẫn chưa thể giải quyết triệt để một trong những vấn đề bất cập lớn nhất đang đặt ra là nhà nước thu hồi đất, người có đất được bồi thường theo bảng giá do nhà nước ban hành, trong khi các doanh nghiệp và người có đất thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện triển khai dự án thì giá thường cao hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc người dân luôn cảm thấy thiệt thòi, thiếu sự đồng thuận khi nhà nước thu hồi đất. Mặt khác, doanh nghiệp khi triển khai dự án phải thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng gặp không ít khó khăn, đại biểu đoàn Bắc Giang cho biết. Cùng theo ông Tuấn, có nhiều trường hợp doanh nghiệp phải mất nhiều năm để thỏa thuận, thậm chí phải đi đêm để thỏa thuận với giá cao hơn, thiếu công bằng với số còn lại. Song doanh nghiệp vẫn rơi vào trường hợp dở khóc dở cười khi đã thỏa thuận chuyển nhượng được trên 90% diện tích, thậm chí cao hơn mà vẫn không thể triển khai dự án dù chỉ còn số ít không đồng thuận. Điều này, theo ông Tuấn, là khiến cho doanh nghiệp phải tăng chi phí, lãng phí nguồn lực, mất cơ hội đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng các khiếu kiện đơn thư phức tạp tại các địa phương. Từ những phân tích trên, đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn Bắc Giang đề xuất với Quốc hội xem xét chỉnh sửa, bổ sung điều chỉnh các điều 79 liên quan trong dự thảo luật theo hướng nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, nhất là thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng, thực hiện dự án. Cùng quan điểm này, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau cũng cho rằng việc phân biệt dự án công, dự án tư đã dẫn đến tình trạng hai giá. Dự án nhà nước thu hồi thì giá khác, dự án tư nhân thỏa thuận thì lại có giá khác. Điều này sinh ra bất bình đẳng và dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa nhà đầu tư và người bị thu hồi đất, thậm chí mâu thuẫn giữa những người bị thu hồi đất vì hai giá. Ông Vân nói và đề nghị bãi bỏ chế độ phân biệt này, nhà nước thực hiện thu hồi đất thông qua quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Vân đề xuất dự án đất ở, thương mại, khu đô thị, nhà nước đứng ra giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho doanh nghiệp tham gia đấu giá, đấu thầu dự án. Trong quy hoạch 1/500, nhà nước phải định dạng được không gian, phạm vi phát triển, gần như một sản phẩm của quy hoạch để đấu giá đất, đấu thầu dự án. Toàn bộ tiền thu được từ đấu giá, đấu thầu dự án, ông Vân đề nghị sử dụng cho 3 mục đích, trả lại chi phí nhà nước đã đầu tư cho quy hoạch chi tiết, kết nối hạ tầng đến hàng rào ranh giới dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và một số còn lại để đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội, phục vụ lợi ích chung. Trước đó, theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi về vấn đề thu hồi đất, nhiều ý kiến cho rằng quy định tại dự thảo luật liệt kê các trường hợp nhà nước thu hồi đất rất cứng nhắc và chưa phản ánh đầy đủ và chưa khắc phục được căn cơ các vấn đề bất cập, đồng thời đề cập làm rõ khái niệm, nội hàm dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và nên tiếp cận theo hướng đó là những dự án phải mang lợi ích cho nhân dân. Những dự án do ngân sách nhà nước thực hiện hoặc được đầu tư theo phương thức công tư, mục đích thực hiện dự án là nhằm mục đích công cộng, không vì mục tiêu lợi nhuận. Có ý kiến đề nghị tách biệt rõ ràng giữa dự án phát triển kinh tế với dự án công cộng vì lợi ích quốc gia, xây dựng khái niệm riêng cho từng mục đích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế, phát triển xã hội, xây dựng tiêu chí nhận diện và phân loại chính xác các loại dự án. Ý kiến khác đề nghị tiếp tục nghiên cứu mở rộng trường hợp thuộc diện thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là quy định thể chế hóa nghị quyết số 18 của Trung ương và Hiến pháp năm 2013. Vì vậy, cần hết sức cẩn trọng, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để có quy định phù hợp. Việc này vừa cụ thể về các trường hợp thu hồi đất để xây dựng các dự án, công trình để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, không phân biệt về nguồn vốn, mà khi xem xét tổng thể dự án thì lợi ích quốc gia, công cộng là lợi ích chi phối, cần cho sự phát triển của đất nước, của địa phương, đồng thời phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Việc quy định về các trường hợp thu hồi đất tại luật đất đai là cụ thể hóa quy định tại Điều 44 Hiến pháp năm 2013 về nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định. Quy định theo hướng liệt kê các trường hợp thu hồi đất có ưu điểm rõ ràng cho việc áp dụng thực hiện, đồng thời khống chế các trường hợp thu hồi đất, đảm bảo chỉ thu hồi đất trong các trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan.
cùng liên quan đến nội dung thu hồi đất đã đề cập ở trên. Báo Lao động có thông tin, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng ngày 3 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trước khi bắt đầu phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là các quy định về thu hồi đất. Về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp thu hồi đất để làm ga, cảng, công trình thông tin an ninh. Theo ông Vũ Hồng Thanh, tiếp thu các ý kiến và trên cơ sở báo cáo số 598 BCCP dự thảo luật bổ sung trường hợp này tại khoản 4 điều 78. Tiếp đó, nhiều ý kiến cho rằng quy định tại dự thảo luật liệt kê các trường hợp nhà nước thu hồi đất rất cứng nhắc và chưa phản ánh đầy đủ và chưa khắc phục được căn cơ các vấn đề bất cập. Đồng thời đề nghị làm rõ khái niệm, nội hàm dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và nên tiếp cận theo hướng đó là những dự án phải mang lợi ích cho nhân dân. Những dự án do ngân sách nhà nước thực hiện hoặc được đầu tư theo phương thức công tư, mục đích thực hiện dự án là nhằm mục đích công cộng, không vì mục tiêu lợi nhuận. Có ý kiến đề nghị tách biệt rõ ràng giữa dự án phát triển kinh tế với dự án công cộng vì lợi ích quốc gia, xây dựng khái niệm riêng cho từng mục đích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế, phát triển xã hội, xây dựng tiêu chí nhận diện và phân loại chính xác các loại dự án. Ý kiến khác đề nghị tiếp tục nghiên cứu mở rộng trường hợp thuộc diện thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích công cộng. Cùng với cơ chế chuyển dịch đất đai thông qua việc nhà nước thu hồi đất, dự thảo luật tiếp tục quy định về cơ chế chuyển dịch đất đai thông qua việc thỏa thuận giữa người sử dụng đất về nhận quyền sử dụng đất. Một số ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án đã được xác định trong quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh mà được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư. Dự thảo luật bổ sung theo ý kiến của Chính phủ và chỉnh sửa như sau. Thực hiện các dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, quy định như vậy vẫn đảm bảo yêu cầu quy định rõ ràng về điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.